Quý khán giả đang trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Tin tức cho hay, Tổng thống Biden cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để bảo đảm Nga chịu thất bại trong cuộc xung đột này. Tổng thống của Hoa Kỳ Joe Biden đã nhận định vào ngày 14 tháng 7 trong chuyến thăm 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia. Bình luận trên được Tổng thống Joe Biden đưa ra trong cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo khác về phản ứng trước cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tình trạng thiếu hụt lương thực ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu. Cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine là một thách thức với hòa bình và sự ổn định trên thế giới. Cuộc chiến này sẽ là một thất bại chiến lược. Tổng thống Joe Biden đã nhận định trong cuộc họp báo ở Jerusalem sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Yair Lapid. Thế giới tự do phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để bảo vệ nền dân chủ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và người dân Ukraine. Tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố chính sách về Ukraine sẽ gây chia rẽ giữa Israel và Hoa Kỳ. Israel luôn thận trọng trong việc chỉ trích Nga, và sự thận trọng này đã làm dấy lên những chỉ trích từ Hoa Kỳ. Israel đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ với Ukraine, cũng như cung cấp cứu trợ nhân đạo và các trang thiết bị bảo hộ cho Kyiv. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa gửi vũ khí, cũng như chưa áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt nào chính thức nào lên Nga. Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng tài trợ lên gấp 3 lần. Các nhà lãnh đạo các đảo quốc ở Thái Bình Dương hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng gấp 3 lần viện trợ cho khu vực để chống đánh bắt cá bất hợp pháp, tăng cường an ninh hàng hải và đối phó với biến đổi khí hậu. Sau nhiều thập kỷ, ngân sách của Hoa Kỳ dành cho khu vực đã bị trì trệ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris trong một vài phát biểu qua một đoạn băng tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương PIF ở Suva vào hôm ngày 13 tháng 7 cho biết, tài trợ của Hoa Kỳ cho các đảo ở khu vực này sẽ tăng lên gấp 3 lần, lên $60 triệu một năm trong một thập kỷ, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội. Một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương đang tìm cách cân bằng tham vọng của Trung Quốc đối với các mối quan hệ thương mại và an ninh trong khu vực. Quần đảo Solomon đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc, khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh quan ngại. Bà Harris kêu gọi các quốc gia đoàn kết trước những kẻ xấu đang tìm cách phá hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, nhưng không nêu tên cụ thể đó là nước nào. Phó Tổng thống của Hoa Kỳ đã nói như sau: "Chúng tôi nhận thấy rằng trong những năm gần đây, các đảo quốc ở Thái Bình Dương có thể đã không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ ngoại giao mà các bạn xứng đáng có được." Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương hiện nay đang tham dự diễn đàn kéo dài 4 ngày xem biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh chính của khu vực. Nhưng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như việc Kiribati bất ngờ rút khỏi diễn đàn cũng là những vấn đề đang được thảo luận. Và những người khuyết tật khó trở lại cuộc sống bình thường sau bị nhiễm COVID. Nhiều bệnh nhân COVID cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng người khuyết tật phải đối phó với nhiều rất khó khăn. Rất nhiều cư dân của tiểu bang California cảm thấy an toàn trở lại sau khi tiểu bang hủy bỏ quy định buộc đeo khẩu trang từ tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, hầu hết những đứa trẻ bị mắc bệnh tự kỷ không được phép đi ra ngoài. Kết quả của khảo sát được Data for Progress tiến hành hồi tháng 4 đã cho thấy khoảng 73% người khuyết tật tin nên đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và 64% người cho rằng nên đeo khẩu trang trên phi cơ. Quy định về khẩu trang đã được dỡ bỏ ở nhiều địa phương phương tiện vận chuyển sau phán quyết của tòa án và nhờ số trường hợp nhiễm COVID-19 giảm xuống thời gian qua. Tuy nhiên, đến tháng 3, thì CDC xác định tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 phải vào bệnh viện điều trị đã cho thấy người bị nhiễm COVID-19 có thể lây sang người khác trước khi có triệu chứng hoặc trở bệnh nặng đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu. Giới chức y tế của Hoa Kỳ cho rằng người khuyết tật và bị suy giảm miễn dịch cảm thấy quá mạo hiểm khi ra khỏi nhà. Họ kêu gọi mọi người tiếp tục đeo khẩu trang N95 và giữ hệ thống lọc không khí trong nhà hoạt động tốt để ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19. Và một bản tin về ngành hàng không của Hoa Kỳ đã cho hay, Bộ Giao thông Vận tải cấm các hãng hàng không tính tiền vé của con ngồi chung với cha mẹ. Cập nhật vào ngày 8 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Hoa Kỳ DOT ra thông báo yêu cầu các hãng hàng không xếp chỗ cho trẻ em ngồi trong lòng cha mẹ và không phải trả thêm chi phí, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 11 tháng tuổi. Thông báo của DOT đồng thời cho phép các hãng hàng không có 4 tháng để thay đổi chính sách.
Trong khi đó, Văn phòng Bảo vệ Hành khách của DOT cho hay, vào tháng 11 năm 2022 tới đây, sẽ xem xét xem liệu các hãng hàng không sẽ cho phép trẻ em từ 13 tuổi trở xuống được ngồi trên ghế liền kề với người lớn đi cùng trên 13 tuổi mà không bị tính thêm chi phí hay không. Và hàng trăm phụ nữ đã kiện hãng Uber vì bị tấn công tình dục. Thưa quý vị, 550 phụ nữ tại Hoa Kỳ đã khởi kiện nền tảng gọi xe Uber, cáo buộc các tài xế bắt cóc, tấn công tình dục hay là cưỡng hiếp họ. Vào ngày 13 tháng 7, đoàn luật sư từ công ty luật Slater Slater Schumann, hay còn gọi là SSS, đại diện cho 550 nữ hành khách của Uber, để trình đơn kiện lên tòa thượng thẩm hạt San Francisco. Những người phụ nữ này đã nói rằng họ bị tài xế Uber bắt cóc, tấn công tình dục, cưỡng hiếp, theo dõi quấy rối, giữ trái phép hoặc bị đánh đập ở nhiều tiểu bang. SSS cũng cho biết ít nhất khoảng 150 trường hợp khác đang được tích cực điều tra. Nguyên đơn đã cáo buộc rằng từ năm 2014, hãng Uber đã biết các tài xế tấn công tình dục và cưỡng hiếp hành khách nữ, song ưu tiên tăng cường hơn sự an toàn của hành khách. Nguyên đơn cũng cho rằng quy trình kiểm tra lý lịch tài xế của Uber là không phù hợp. Toàn bộ mô hình kinh doanh của gã kỹ nghệ khổng lồ này được kỳ vọng cung cấp cho khách hàng một chuyến đi an toàn về nhà, nhưng họ đã đánh đổi an toàn của hành khách để lấy sự tăng trưởng. Luật sư Adam Slater, đồng sáng lập của công ty SSS đã nói. Và kính thưa quý vị, khán thính giả, vừa qua là những tin tức chính trong phần tin Hoa Kỳ. Tiếp đến, xin mời quý vị điểm lược sơ qua những tin tức trong phần tin Á Châu và Việt Nam. Và sau đó sẽ là một vài giây phút dành cho phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị những bản tin chi tiết. Nền kinh tế Trung Quốc giảm mạnh trong quý 2, không như dự báo. Ông Tập Cận Bình lần đầu thăm Tân Cương sau 8 năm. Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống. VinFast chính thức ngừng bán xe chạy xăng tại Việt Nam sớm hơn dự định. Nhà báo Phạm Đăng Trang được trao giải tự do báo chí quốc tế năm 2022.